cần tước quyền lái xe vĩnh viễn với người tấn công cảnh sát giao thông. Liên tiếp các vụ người vi phạm chống đối, tông xe trực diện khiến cảnh sát giao thông trọng thương. Có cần tăng nặng hình phạt để khắc chế tình trạng này? Mạnh động, liều lĩnh. Những ngày này, thiếu tá Quách Văn Trường, đội phó đội tuần tra kiểm soát, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nứt hộp sọ, đa chấn thương. Trước đó, tối mùng 6 tháng 2, thiếu tá Trường cùng tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai làm nhiệm vụ tại QL4E thuộc phường Nam Cường, thành phố Lào Cai đã phát hiện Kiều Văn Tâm, sinh năm 1994, trú phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, điều khiển xe máy đi tốc độ cao, có biểu hiện vi phạm pháp luật. Khi thiếu tá Trường ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, Tâm đã phóng xe, tông mạnh khiến thiếu tá Trường bị hất lên cao rồi văng xuống đường, đã chấn thương, nứt hộp sọ. Trước đó, ngày 5 tháng 2, tổ cảnh sát giao thông công an huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc khi làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng xe ô tô do ông Cao Văn Lý, 65 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Tường, điều khiển. Cao Văn Lý quay đầu xe bỏ chạy, khi bị cảnh sát chặn lại vẫn cố tình lái đi. Lúc này, một cảnh sát giao thông đang đứng ngay phía trước đầu xe phải bám nắp capo để tránh bị đâm. Cao Văn Lý bỏ chạy khoảng 2 km thì tông một xe máy, nhưng vẫn không dừng lại, hất văng chiến sĩ cảnh sát giao thông xuống đường. Cả cảnh sát giao thông và người đi xe máy đều bị thương nặng. Một trường hợp điển hình khác là thiếu tá Trần Hoàng Nghĩa, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tiền Giang khi đang tuần tra trên quốc lộ 1. Bị Võ Nhật Hùng, sinh năm 1996, điều khiển xe máy tông thẳng vào. Thiếu tá Nghĩa ngã đập đầu xuống đường, tỷ lệ thương tật là 50%. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, trong năm 2022, cả nước đã xảy ra 26 vụ chống người thi hành công vụ, làm 10 chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương. Điều đáng báo động là các vụ chống đối, tấn công, cố ý gây thương tích với cảnh sát giao thông đang có dấu hiệu gia tăng sự liều lĩnh, manh động. Các đối tượng chỉ cần cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe, chưa tiếp xúc với cảnh sát giao thông, chưa biết mình vi phạm gì đã tăng ga, lao thẳng xe khiến cảnh sát giao thông bị thương. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông khẳng định, đối với các vụ việc chống đối, lăng mạ, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng củng cố hồ sơ, cương quyết xử lý bằng pháp luật hành chính hoặc hình sự, cần tước giấy phép lái xe vĩnh viễn. Theo đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, những hành vi tài xế tấn công lực lượng cảnh sát giao thông vừa qua là hết sức manh động, đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của người thi hành công vụ. Nếu đủ yếu tố cấu thành thì cần xem xét tội giết người. Tôi rất đau xót khi xem những clip cảnh sát giao thông bị người vi phạm nồng độ cồn tông trực diện khiến cảnh sát giao thông phải bám trên nắp capo như thời gian vừa qua. Ông Hòa bày tỏ, đồng thời cho rằng, ngoài xử lý hình sự thì rất cần thiết nghiên cứu để ban hành quy định tước vĩnh viễn giấy phép lái xe của những đối tượng này, tạo sự răn đe. Đồng quan điểm, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, hành vi lái xe chống đối, không tuân thủ hiệu lệnh của người thi hành công vụ khi tham gia giao thông cần xử lý thật đích đáng mới đủ giáo dục, răn đe. Nếu hành vi chống người thi hành công vụ gây thương tích hoặc dẫn đến hậu quả, tức đoạt tính mạng của người thi hành công vụ thì người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về cố ý gây thương tích hoặc tội giết người. Khi bị xử lý về tội giết người theo quy định tại khoản 1, điều 123, Bộ Luật Hình sự, hình phạt có thể áp dụng cao nhất là tử hình. Luật sư Cường nói và khuyến cáo người dân cần chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông để không có nguy cơ phải vướng vòng lao lý. Luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong Bộ Luật Hình sự, tội chống người thi hành công vụ với 3 mức hình phạt là cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm hoặc phạt tù từ 2 đến 7 năm tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. So với tính chất nguy hiểm của hành vi này gây ra trong thời gian vừa qua thì mức hình phạt trên còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Phương tiện giao thông là nguồn nguy hiểm cao độ. Đối với nhiều quốc gia, tài xế chỉ vi phạm nồng độ, cồn quá mức quy định thì đã phải đối diện với án tù rồi. Vì vậy, những đối tượng cố tình dùng xe tông thẳng vào lực lượng cảnh sát giao thông cần phải xem xét tội giết người, luật sư Bình nêu quan điểm và cho rằng, ngoài việc xử lý hình sự, chế tài tước vĩnh viễn giấy phép lái xe đối với những đối tượng này cũng rất cần thiết để họ không có cơ hội tái phạm, cần biện pháp trấn áp kịp thời. Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh, có ý kiến cho rằng cảnh sát giao thông làm sai hay gây bức xúc thì người vi phạm mới tấn công cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, nếu cảnh sát giao thông sai, người vi phạm có quyền khiếu nại quyết định hành chính của cảnh sát giao thông, thậm chí khởi kiện ra tòa, nhưng không có quyền chống lại lực lượng làm nhiệm vụ. Thực tế hiện nay, mức phạt đối với hành vi chống đối, tấn công người thực thi công vụ còn thấp, cần phải tăng nặng để răn đe, và cũng cần tăng cường quyền cho cảnh sát giao thông, như ở nhiều nước,
khi cảnh sát giao thông dừng xe, nếu người vi phạm không chấp hành, cảnh sát giao thông có thể dùng súng bắn đạn cao su. Thiếu tá Phạm Văn Luyến, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, khi tiếp xúc với người vi phạm, cảnh sát giao thông nên giải thích rõ để người vi phạm hiểu lực lượng chức năng đang xử lý vi phạm là để đảm bảo an toàn cho chính bản thân họ và những người xung quanh. Trường hợp cảnh sát giao thông đã kiên trì giải thích mà người vi phạm cố tình không hợp tác, chống đối thì phải xử lý nghiêm minh, thậm chí phải có những biện pháp trấn áp kịp thời nếu người vi phạm manh động. Những mức phạt hành chính chống người thi hành công vụ, theo Điều 21, Nghị định 144/2021/ND/CP, hành vi môi giới, giúp sức cho cá nhân, tổ chức vi phạm trốn tránh việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ phạt tiền từ 1 triệu đến 4 triệu đồng, phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng đối với một trong những hành vi cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm soát hoặc nhiệm vụ khác của người thi hành công vụ, có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ, phạt tiền từ 6 triệu đến 8 triệu đồng đối với một trong những hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực chống người thi hành công vụ, gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của người thi hành công vụ, đưa tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác hoặc lợi ích phi vật chất hối lộ cho người thi hành công vụ.